đi tìm Thanh Huyền thôi. Thanh Huyền đâu? Sau cây này có cái gì không nhỉ? Cục 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 cục. Wow. Ủa, có cái gì đây? Hôm nay mình quay một buổi chơi xe ben. Bạn Hiền có xe ben à? Chúng ta đi chơi thử cho các bạn thế nào nhá. Ủa, đằng kia có đống cát đấy. Lại đi kia ta chơi. Yeah. Ủa trời ơi. Yeah. Anh à. Xe này hay nhá. Xe này hơi bị hay đấy. Xe này mà chở cát thì chở vật liệu. Có nổi không? Xe máy múc bạn hai người à? Hai người, một người. Người lái, người lái xe à? Một người lái xe, một người lái máy múc. Múc đây, múc đầy xe đây nè. Sao mà lâu đầy thế? Rồi, xong đây đấy. Đây đây à? Ô, tôi cảm ơn nhá. Có gì? Tôi đi bán hàng đây. Xí, mic. Nhá, cảm ơn ta đổ vào đây để ta làm đường nhá. Bắt đầu đổ nào. Bạn nhấc cái đó lên ra ô tô để mình nhấc lên. Chà. Ta đi mua giết nè. Pip. Phải cho tôi thùng nữa đi. Hai thùng à? Hai thùng là tầm 1 triệu. Ok. Đây đó bà. Này nó xem đấy. À, này cho mượn lên chơi cho thằng bé chơi mà quay tí cái đây mà. Con xúc đầy đi nè, con xúc đầy. Cái lần này con móc cho. Chồng đến không hắn chỉ múc tay thôi chứ mà. Nhiều tiền với mấy trăm nghìn. Ê, cái tiền này chứ. Phải trăm hay trăm này. Tức ta mua dân linh cũng có mấy chục nghìn thôi nhưng mà hắn vẫn bắn được tiền đâu mà. Lại đắt động lại 300 này, 300-400. Rồi con múc đi. Múc. À, đây đây trái nhìn cho con lấy một kiểu này. Con đứng chỗ khác đi. Rồi ok, lại đi. Đây thùng, đây thùng chưa? Gần đây rồi. Rồi. Rồi đây đây em ơi. Rồi, cảm ơn nha. Bây tiếp tôi đi nào. Rin. Ôi, xe đầy quá. Nặng quá. Nặng quá. Đổ hàng đây thôi. Hàng đây nào. Chiu. Đây. Ông cần mấy thùng? Thay cái túi lên đây. Tách cả cái túi lên đây. Thuốc cỏ, phun thuốc cỏ hôi lắm.
Rồi lại đây chào các bạn đi. Hôm nay chơi nãy thôi nhá. Bye bye. Bye bye các bạn đi. Hẹn các bạn ở video của mình nhé. Bye bye. Bye bye. Bye. Đi ra ngoài.